Hình như cổ chưa tỉnh. Bây giờ tình hình cổ sao rồi? Có nguy hiểm hay không? Cô cứ yên tâm, đứa bé trong bụng của cổ mạch tượng ổn định. Chỉ là sức khỏe của cổ còn rất là yếu, nên đến bây giờ vẫn còn hôn mê. Nhưng mà không có lâu, sẽ tỉnh thôi. Cô đừng có lo lắng ha. Như vậy thì tốt. Chị à, làm phiền chị nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Hiểu Đình. Nếu cổ có chuyện biến gì nhớ báo cho tôi biết nha. Được rồi, giờ tôi có việc rồi. Cảm ơn. Alo, Phương Tư Giao. Cho hỏi anh là... Cái gì? Chồng của tôi Chung Di Triết bị tai nạn sao? Bây giờ anh đang nằm viện. Nhưng mà thật xin lỗi, bây giờ thì tôi đang ở bệnh viện phía Nam, không thể đến chăm sóc ảnh được. Làm phiền anh thay tôi chăm sóc cho ảnh. Đợi anh tỉnh lại hãy nói với tôi. Thì ra Hiểu Đình lúc đầu đã tính đập ảnh bất tỉnh, sau đó chích thuốc mê. Trong người Dĩ Triết lượng số gây mê quá lớn nên mới gặp tai nạn. Anh không chết coi như số anh lớn. Anh cứ một mình ở lại bệnh viện điều trị cho tốt. Muốn tôi đến thăm anh à? Đừng có mơ.